quý vị, vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Văn phòng Chính phủ, Chùa Thiền Tông Tân Diệu, tỉnh Long An đã được Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam trao bảng vàng, tôn vinh, biểu dương vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Hiện nay, Tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu là nơi duy nhất phổ biến pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam do 36 vị Tổ sư Thiền Tông truyền theo dòng thiền, trong đó có vua Trần Nhân Tông. Chùa có hệ thống giáo lý giáo kinh, có tôn chỉ nội quy dạy các Phật tử thực hành nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Pháp môn Thiền Tông này vào năm 2017 được chính quyền tỉnh Long An và Hội Đạo Phật của tỉnh Long An cấp phép cho công bố quyển quyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông. Căn bản của pháp môn Thiền Tông này là có 4 phẩm cấp. Cẩm cấp sơ cấp đầu tiên là yếu chỉ Thiền Tông, dành cho người hiểu căn bản về pháp môn Thiền Tông. Và tiếp theo dành cho những người nào có xuất ra được những câu thơ, câu kệ, ngộ thiền, cảm thiền. Và tiếp theo đó là Thiền Gia, Thiền Tông Gia. Và phẩm cấp thứ tư là phẩm cấp Thiền Tông Sư. Lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam ta không thể không nhắc tới các đời vua nhà Trần, trong đó nổi bật là Đức vua Trần Nhân Tông. Ông không chỉ là một vị quân vương anh minh tài ba mà còn là một vị thiền sư chính hiệu. Ông đã tu theo pháp môn Thiền Tông khoa học này và trở thành Phật. Nhân dân Việt Nam gọi ông là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trước đó vào tháng 12 năm 2019, chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam là thành viên của UNESCO thế giới cho tặng bằng khen không gian văn hóa tâm linh, đồng thời cũng được Hội Di sản Việt Nam tặng bằng khen và kỷ niệm chương vì đã có công gìn giữ các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.